Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoa hậu Nguyễn Ngọc Anh, tôi chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình. Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013, Nguyễn Ngọc Anh vẫn giữ trong mình trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, vẫn giữ trọng trách của một hoa hậu. Sau khi đăng quang hoa hậu, Ngọc Anh hoạt động nghệ thuật một thời gian ngắn và dường như rời hẳn showbiz Việt. Cô chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên. Cô theo đuổi tiếp con đường học vấn và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Người đẹp khẳng định bản thân tham gia cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam chỉ để tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tài năng trí tuệ tâm hồn, khẳng định và thử thách bản thân mình, kết chặt tình đoàn kết dân tộc. Nói cách khác, tôi không nghĩ đăng quang xong là mình đã đặt chân vào showbiz Việt. Còn về tiếp tục hay sẽ kiếm tiền bằng con đường nghệ thuật hay không là do nhiều yếu tố khách quan quyết định. Sau khi đăng quang, tôi cũng đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, nhưng sau thời điểm đó, tôi còn phải tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn, bổ sung nhiều kiến thức cho một hành trình dài của tương lai, nên tôi chọn chuyển hướng theo đuổi ước mơ riêng của mình. Nhưng không vì thế mà quên đi trách nhiệm của một hoa hậu. Dù không còn tham gia các lĩnh vực nghệ thuật, tôi vẫn phải làm gì đó để không phụ lòng của những người đã tin yêu tôi, Hoa hậu Ngọc Anh tâm sự. Những năm qua, Ngọc Anh vẫn thường xuyên đến các cửa ở chùa, cầu bình an cho bản thân và gia đình, cũng như cùng các tăng ni Phật tử tổ chức những chuyến đi từ thiện về những miền xa xôi của đất nước. Cô âm thầm kêu gọi đồng hành trong những chuyến đi từ thiện, không phô trương, không gây sự chú ý, cũng chẳng thể hiện mình là một hoa hậu trong những lần gặp gỡ bên ngoài. Còn nhớ một lần đi cùng Ngọc Anh trong chuyến từ thiện miền núi, trước lúc trao quà cho bà con, có một cậu phó bí thư huyện đoàn lại chào hỏi và giới thiệu đến lượt bắt tay Ngọc Anh. Cậu ta ấm ớ, có vẻ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Được một lúc xem lại danh sách giới thiệu thành phần của đoàn, chỉ thấy ghi Phật tử Nguyễn Ngọc Anh, mới quay lại hỏi tôi: "Anh cho em hỏi, có phải Nguyễn Ngọc Anh là hoa hậu của các dân tộc Việt Nam năm 2013 không ạ?" Tôi cười rồi gật đầu. Cậu ta vui sướng và hét lên: "Anh nhớ chốc chụp cho em mấy kiểu hình và hoa hậu nhé." Trong đợt mùa lũ sạt lở đất vừa qua ở miền Trung, Ngọc Anh đã kêu gọi và đồng hành cùng đoàn văn phòng Phật giáo tỉnh Thanh Hóa trao gửi yêu thương đến bà con các tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam. Tôi hy vọng rằng với trách nhiệm, tình cảm và tấm lòng tương thân tương ái của mình, Ngọc Anh sẽ mang nhiều yêu thương đến với bà con vùng sâu, vùng xa và các trẻ em mồ côi. Chúc cho Ngọc Anh luôn vững bước trong cuộc sống và song hành những chuyến đi thiện nguyện. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.